Hello, xin chào tất cả mấy chị đang xem kênh YouTube bên em nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu về cái hộp keo gần này cũng như là cách sử dụng hộp về cái hộp keo gần này nha. Cái hộp keo gần này giúp mấy chị được thon gọn vòng eo và đặc biệt giảm mỡ bụng, vần bắp tay, bắp chân, bắp đùi hoặc là làm săn chắc rất là nhiều vùng cơ của mình nha. Chị nào đang mỡ bụng rất là nhiều thì hãy nên mua keo gần này về sử dụng, đặc biệt là hàng keo gần này nè. Xài nó có cái độ nóng vừa phải và giúp cho cái làn mỡ của mình được tan chảy đi và mình sẽ được có một thân hình rất là đẹp và tuyệt vời nha. Cách sử dụng của nó rất là đơn giản, mình mở nắp ra thì nó bay mùi, nó thơm mùi gừng và nghệ rất là nhiều, nhưng mà nó mùi nó rất là dễ chịu nha mấy chị. Mấy chị lấy một lượng nhỏ vừa đủ, sau đó mấy chị massage về cái phần mấy chị bị to, ví dụ như là phần eo, mấy chị massage theo cái chiều massage, xong rồi mấy chị kéo xuống như thế này nè, kéo cái tay mình xuống như thế này để cho mình tạo cái giống cái dáng vòng eo của mình đó. Mình sẽ massage lên, sau đó là mấy chị nếu mà muốn đạt hiệu quả cao nhất là mấy chị mua một cái ghen bụng á, xong mấy chị định hình lại cái vòng eo của mình, nó sẽ được đẹp và được tan chảy cái phần mỡ thừa mỡ dư ra rất là nhiều nha. Đặc biệt một hộp keo gần này mấy chị sử dụng tới 3 tháng mới hết. Chị nào cần mua những sản phẩm keo gần chính hãng thì hãy liên hệ bên dưới và để lại số điện thoại để bên em được chốt đơn. Cũng như là hàng này nè, công dụng của nó thì tuyệt vời. Mấy chị sử dụng từ 10 đến 15 ngày thì cảm thấy cái vòng eo của mình được nhỏ đi và được đẹp hơn, săn chắc hơn, và vùng bắp tay, bắp đùi nó cũng được gọn gàng hơn, và đặc biệt mình mặc đồ thì lúc nào nó cũng tự tin và đặc biệt là rất là đẹp, có một cái thân hình thật là quyến rũ.